Xin chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người chọn chùi sầu riêng nha. Thì cái chùi sầu riêng đây nè, cái chùi sầu riêng mà cái mắt ngủ của nó mà nó như này nè, ghép tỷ lệ sống cao nha các bạn. Thấy không, nhìn mắt nó đã không, nhìn nó mướt mát không đó. Thì làm sao mà để cho nó có cái mắt như thế này thì trước khi ghép khoảng một tuần cái này thì mình cắt đi, mình cắt cái ngọn của nó đi để mà nó dồn sức nó đẩy cái mấy cái mắt ngủ nó ra cho nó khỏe như này nha các bạn. Ví dụ như mấy cái mắt ngủ nó nhỏ như này nè đó, các bạn thấy không, bây giờ cái mắt ngủ nó nhỏ nhỏ như thế này nè, thì ghép nó lên yếu, thì để mà cái mắt ngủ nó to thì các bạn cắt đấy, mình bấm cái này đi đấy. Cái này sau khi mình bấm khoảng một tuần thì cái mắt ngủ thì nó sẽ được như thế này nha các bạn. Đó, như cái này thì bây giờ ghép nó rất là ok rồi nè. Đó, rồi cảm ơn các bạn.